đây nè. Cái này thịt bắp bò á, cái đùi á, nó gọi là roi gì đó, rồi là bíp ngoài mới đùi bự không, mình mua nguyên cục này rẻ hơn, nguyên cục bự đó chứ mình đi mua thịt mà giống như nó làm sẵn mắc lắm. Thịt này mua ở đâu? Costco thì mua đâu cũng được, nói chung là có nguyên cái cục bự thì mình làm gì mình rẻ hơn, mình ăn đã hơn. Rồi mình lọc mấy này ra, giống vậy nào mình lọc hết ra, thấy không? Cái lọc xong để đây, cái mấy cái này nè để lại nấu bò kho the best, là ngon bá cháy luôn. Đó bây giờ mình đi lọc ở trước nè, cái đó nó ngon, lấy nước ngon. Thấy không? Đó này xong không, hãy qua giờ mình lọc, chỉ lọc dễ không có khó. Cái này là rồi gì luôn, ngon ha. Thấy nào, thấy không nè, cầm nè, thấy cái lằn nào, đi theo lằn cũng được, còn không á là gì nè, thoát dao thôi. Mình đừng có sợ tốn, tại vì nó dạng chút cũng sao, mình xài chứ mình đâu có dục đâu, mình nấu hết mà. Ừ, thấy không? Nói chung muốn làm nước ngọt hay làm cái gì nó ngon. Thấy không nè, đó thấy không, đó có lớp này không, vậy luôn á ba, dày vậy đó hả? Chứ nếu mà lớp mỏng quá thì còn nhăn, muốn lớp mỏng tôi móc mỏng mỏng được vậy nè. Ồ, hiểu không? Giờ thí dụ muốn mỏng không, mỏng cho coi dẹt. Nhưng mà nấu nước đó nó ngọt thôi chứ thịt nó vô nước ngọt rồi nè, thấy không nè, giờ muốn mỏng không. Ừ, chọc qua mỏng thì mỏng thôi, thấy không? Ừ, thôi mỏng đi, tại vì tái ngon, ăn nhiều mà ăn tiếc rẻ gì, không phải tiếc rẻ mà nấu nước nó ngọt rồi, tại cái khi mà nấu cái thịt này ấy đó. Đây mua vậy rẻ hơn, vậy chứ người ta làm sẵn bán mất. Người ta mua cục này ta lọc nó bán gấp đôi gấp ba gì á, thí dụ đó giờ này rồi cái này nè, nguyên cục này thí dụ mình để cái này ăn là không ngon, mình lóc luôn, nó có cái gân. Ừ, bây giờ cái này á mình đi theo nó luôn, mình thấy cái này không, mình đánh dao mình đi theo luôn, đi xét luôn. Cục thịt này là phải nhìn cái gân ở đâu thì đi theo miếng thịt chứ không phải là mình muốn làm xong làm, hiểu không? Nó miếng gân ở đâu thì mình đi theo cái đó. Ừ, đó mình đi gân mình theo, cắt vài lần biết rồi, tại nó nằm theo cái giống như bắp bò này. Cái này hồi đó chợ Việt Nam người ta cũng ngồi đứng lọc, xong người ta đứng có bán ha. Đó sáng sớm ra cái em thấy đứng lọc bắt buộc. Rồi người ta mới bán cho mình miếng thịt ngon. Rồi mấy cái ngày này mấy người bán bò kho mua gì chứ sao, thấy không? Ừ, đó là ra hết rồi. Nhưng mà khoan cho em một phút được không, thấy không? Khoan cho em một phút rồi, thấy không? Nấy này còn chút xíu không, để dao nè, chứ người dạt cái hơi là ra dao bén ha. Không rồi khoan, xong này thí dụ xong không, ngay đây còn chút nè, hồi mình làm đâu thấy đâu mình làm đó hả? Đây nè, cái này cũng phải lấy ra luôn. Cục thịt này không có chỉ. Nhưng mà thí dụ người ta bán, người ta để nguyên vậy chắc không ai lọc ra hết rồi. Nè, còn cái này, thí dụ giờ mình tiết đi, mình muốn lấy này mình làm thịt băm lại phải không? Dao nè, để dao đây phải không? Đi theo nó nè, lấy hết ra thịt lại luôn, để cái gân này không cũng được. Thấy không? Đó. Đồ, lát nữa băm ăn phở mà. Đó thấy không? Này là làm thịt băm được nè. Bữa nay mình làm ăn phở mà. Thấy không? Phở tái băm. Nhưng mà thường thường mình không có cần đâu, tại mình đâu cần tiết đâu, mình cũng ăn thịt bò kho muốn làm hết rồi. Để vô không? Cả tiếng mà em thích ăn tái hơn cái loại thịt. Rồi cái này là chỉ là thịt bằm thôi. Rồi thằng này nè, thấy ngay đây không? Có cũng phải lọc theo nó. Không lọc ra không lấy được đâu. Ví dụ nè. Để dao theo nó. Cái cục này nó tròn quay, nó bự lắm. Còn nó đi đâu? Ờ nó có chút xíu à. Thì mình cứ phải làm theo hết, mình lấy hết, không có chịu. Cái lúc mà mình thái ra để mình ăn tái nó cũng dính thấy là lạng ra luôn. Thấy không? Thấy không? Thấy mình thái theo không? Ừ. Thấy không? Đẩy bên hướng già không sao. Đó, lấy ra. Đó, cái cục này như mười mấy pha không? Mười là bữa mình mua nhé. Đây, còn ngay đây nè, thí dụ vậy không? Mấy bên này nè, đâm dao vô. Thấy không? Đó, cũng vậy vuốt ra thôi. Đeo vô. Hết, clear. Ngay đây còn chút lấy luôn. Không có để gì hết. Nói chung là mình lấy cho sạch sẽ mình ăn mới ngon. Cái này là coi như là thịt này á, tính ra rất là ngon, rất là mềm luôn. Thịt này á rẻ là tại vì này, không phải nó rẻ mà tại vì người ta không có lọc á. Bự là số nhiều á. Còn thợ nó lọc thì nó sẽ tính lên giá khác một chút. Tại cái công của nó. Rồi cắt bò kho nè. Thấy không? Ừ. Cỡ miếng vậy không? Ừ. Đây, quấn lại vậy cũng được, cắt cũng được. Làm sẵn gì để nấu làm món. Làm sẵn để nấu. Làm sẵn bỏ tủ lạnh. Rồi được rồi, xong rồi. Hả? Ok rồi, không thấy ba thôi.
Cái thịt này mình giới thiệu là tại vì nó rất là ngon nên mới giới thiệu. Nói chung ngon bổ rẻ là được. Dạ. Yeah. Nó rất là mềm. Mất công chút xíu thôi. Mà cũng lẹ mà. Nhưng mà cái thợ làm người ta thì làm thì tất nhiên phải trả tiền công cho ta. Còn cái này mình làm thì tiền công mình ăn. Nói chứ cái này là nhúng giấm nè, phở tái là hết biết. Hai cái món đó. Tại nó vừa mềm mà nó vừa ngọt chứ không phải nó lạc. Đó còn chất ngọt chổng á, tại nguyên cái bắp bự, thịt bự nó cắt nguyên một khối luôn. Thì nó mới được vàng. Thấy không? Xong rồi nha. Hồi nãy có cái tên đó. Nhưng mà nó mua cục bự. Bye bye. Bán nó phở là xong. Mẹ sẽ dùng đấy. Nhưng mà mẹ sẽ dùng đấy. Thấp xuống nữa. Ok, thấp xuống chút nữa. Một. Xuống nữa. Con nhỏ kia kìa. Ok, một. Hai. Ba. Ok, done. Oh my god. Dude, I keep blinking. Which one's mine again? This one? This one? This one? Hỏi đứa đi làm gì? Mommy, which one's mine? Đây là gì? Đuôi bò hả? Wow. Are you guys just... Bự lắm á nha. Gắp rớt thịt thôi. Ôi trời ơi, bự quá. Ây. That's a lot. That's a lot of water. That's what I meant. Đây là cái gì? Ồ, oh, giò bò đấy hả? Ôi trời ơi, tê tái luôn giò bò. Ồ. Này là tim kìa. Tim bữa nay. Ôi trời ơi. Mommy, you put a lot of new things in. Not all. Nó bị cái bắp bi này cũng ngon bổ tái. Thôi mình ăn thôi, chịu hết nổi rồi. Cái này là cái giống ớt khác, ớt đỏ thường á. Ớt nhỏ xíu á, mà cái này nó cũng bự. Ớt rừng. Cái nhỏ xíu á. Cái giống này nhân chim nó cho mình đúng hơn không? Cay quá. Hả? Giống này nè, mình đâu có mua hả? Là đâu vậy? Hình bạn của mình không? Không gì đó luôn. Có người cho hả? Có người cho, cho nguyên cây luôn. Trời. Cái này chưa chín, chưa cắt được. Ok, rồi Bi, chim, mỗi đứa lấy trái. I don't want to eat it. Ăn. I don't want to eat spice. I'm going to test it first. You might say it's not spicy, but maybe. Yeah. I don't want to eat it. Gross. Bỏ hết vô miệng đi. Ăn. Ăn một lần hết luôn, bỏ hết vô miệng. But how do you do that with the bỏ hết vô. Boy. Bỏ hết vô. What do you mean? Bỏ hết vô. Okay. This is gross. Rồi Hương. This is gross. Ăn ơi. Ăn hết đi. Ăn. I don't want to eat it. Tastes horrible. See? Ăn. Tastes disgusting, bro. I don't like this stuff. Sao cái tin? Don't eat a spicy cracker. How do you feel, cái tin? Tastes horrible. Ê, ăn nha, à, không có giục nha. Ê, dude. Ồ, ăn sao còn miếng vậy? Cause it could. There's spice in there. Yeah, tôi eat đó. Shut up, you eat that thing. Yeah,
mặt nhăn như khỉ. Shut up! There are seeds in there, daddy. Literally, I checked, there are seeds in there. That's why I only take a little bite. Yeah, it was spicy. I know. That one had actual spice. That's why I didn't want to eat that one. I mean, all you did was take all... You just dehydrated it. You took out all the spice. So there's no point. Lắc đầu lia chia. Lắc đầu lia chia. That one literally had spice. I'm not joking. The one that she... You done yet? It's called stupidity. Stupidity. Em nói thiệt nha, em ăn cay vậy hả? Sao mình trồng ớt chi nhìn không biết. Nè, cái trái nó thật sự nó không vậy. Vừa đủ bỏ miệng à. Vô đây á, mình rất mình trồng ớt nhiều quá, nó lớn hơn mình. Dưới còn nữa kìa. Yeah, mấy trái bự tím nè, xử đi. Đẹp không? Trời ơi, cầm đưa ra coi. Trời ơi. Nè. Thấy không? Cà phê với trái công kia kìa. Trái mà không có compost nè, thấy chưa? Nó cái trái mình bỏ về phân đất vô bữa mới. Đây nó nè, cái tiêu bự bự không? Ủa bữa mình compost vô đây mới quay phải không anh? Này mới, thùng này mới làm mà. Nhưng mà bữa mới quay không? Bữa mình đổ đồ vô đây. Thùng này mới làm mà. Mình mới có được thùng này chứ hồi xưa mình đâu có được mấy thùng bự rồi. Wow. Đã không? Cái ớt thì chưa chín, chưa cắt được. Đây nó đây, nó bự chút. Ăn không có. Về qua bên kia đi ha. Tại đây nó vẫn nhỏ. Để cho nó bự. Rồi, chăm. Cam. Còn nữa không? Cam. Còn nữa không anh? Thì ra nè, em cũng thích ăn cái này nè, nó thơm thơm. Cắt vô trái thôi. Cắt đi, cắt vài trái đâu ra đâu. Chắc đó ăn cắt ăn liền chứ không có để. Nó ớt xanh đó. Ừ, nó thơm lắm á. Kiểu ăn cơm tấm này kia là cắt kiểu đó là mình ăn ngon. Ừ, như bên này nó bán nó cắt. Ừ, bự không? Đẹp không? Thôi được rồi, cắt cái này cái đó. Để không, để nó chín chứ mình đâu có ăn hết. Cho anh quay nhiều mà. Còn cắt xanh này nè, mà để... ngăn đá nó dở lắm. Dở lắm. Đây nếu mà muốn để ngăn đá là phải cắt cho nó đỏ đó. Đẹp ha. Chưa. Cái này anh chín tím à. Này trái. Không biết là cay không, đừng có khóc. Nhất định trái. Rồi chết xanh nữa cho chết luôn ha. We ain't gonna give you 100. No, daddy, daddy, you digestive system. You can't. You're gonna have diarrhea. Ba trái à. Diarrhea is coming. Just wait until it comes out of your ass. Rồi chiếu quay. Mẹ đây chiếu quay ngay. That's forever in the video. No, no, shoot. Mẹ đây chiếu quay ngay. Ăn thường trái thôi, trái nào cay. Nha. You have a fiery blood. Rồi nha, đi nha. Quay gần cho ba, cái đừng quay xa. It's gonna burn it. Chà. Khoan, lên trên đó ba mẹ làm. It's gonna burn it. You're gonna burn your butt. See it. Real bad. See it. Comes out the other end. Đây. Shut up, Mickey. No one wants to listen to you talk about that stuff. You shut up. That's gross. You're gross. You're the one who's gross. Yeah. Anh này đi mỗi tay. Eat it already. Eat it. Okay, chơi luôn. Nhai nha. Regret. Nhai nha. Regret. Chuẩn bị giấy, em đổ hồi. Give him milk. Come on, go get milk. Milk. Okay. You can't yak it out. The moment you realize. Okay, you fudged it. Ba đúng rồi, ba không nhai gì vậy? Nhai không nhai? Johnny's like, what's happening? Nhai không nhai miệng gì? Dude, eat with your mouth. This is not spicy. Gross. Ew. Ah, ớt chấm không vậy? Vậy là ớt này không cay. Nhấm cay không cay? Không cay, thấy băng là đâu cay đâu. Cái thằng bạn, ok, tôi ăn không cao rồi. You have to give me $100 if you eat one. No, 150. Wow. Hả? Hả? Trời ơi, nuốt hết luôn. Cay không? 140. Cay không? Tôi ăn mà cay đúng không không? Dạ. Không cay à? Hả? Ớt chứ ớt cay. Hả không? Ớt cay là không cay. Cay hả?
Không biết trái nào cũng cao. Trời ơi, ổng nóng luôn rồi. Hả không? À. Trình chán ba. You see another one. Trình chán ba mày nóng luôn. Just for sure. 2 phút chưa? Yeah, I'm not doing. Thôi. 50. Wait, wait, wait a minute. Không có chín phải sợ. Trời ơi, Thiên Long nó bú cay không? Yeah. Mà like nó buồn, nó buồn. Daddy can eat this one. Ủa sao nãy là điểm? Fingers. Tâm dơ. Okay, you can eat now. No. Yeah. Mm. Từ từ nha. Sao mình ăn bự được, cái chỗ này được like ăn? Fierce, no. Ăn. Cái bự quá à, không cắn được. Chết rồi, hay mình bỏ tay mình bỏ vô miệng. Thì vậy đi, chơi đi. Chứ gì em cắn nó rớt lên, rớt xuống à. Ừ, chơi đi. Ê, cầm hết vô. Trời ơi. Rồi, xử đi. Cầm cái bánh nữa. Không chịu gì nổi. Này là lần đầu tiên nha. Bình thường á, một trái cắn thì có một miếng. Bữa nay em cho cái chục cái ớt vô miệng. No, mommy. Mommy. Oh, God. Bánh vô. Ăn xong phải nhả, hả miệng ra coi nha. Tí xíu nha. 500. Nước mắt chảy qua luôn nha. Mà lần đầu tiên nha. Không bao giờ ăn. Bad lighting in here. Không bao giờ ăn nữa nha. Cay quá. Daddy, 100. Would you give me 100? Daddy. I wanna do it. Before Johnny. I'm so tempted. Are you okay? Sặc là còn cay hơn nữa. Đừng lại. Cay lắm. Sao bữa nay hứng chí bình thường một chắc. Một trái em ăn cũng được. Ăn xong phải hạ miệng ra coi nha. Ăn xong hết phải hạ miệng ra coi á. Đừng có khoan nút bánh vô, phải hạ miệng ra coi để chết con. You look super scary. Yes. Chưa hết mà phải ăn hết rồi. What drop is I've had? Chưa chết cái miệng gì đó, tự nhiên nghe nữa rồi. Hả? Chưa chết miệng mà. Okay. Mắt nó đỏ rồi, đừng có chuyện nước mắt rồi. Nhưng mà mắt đỏ rồi. You only eat three, okay? You daddy, daddy, daddy. Cay quá daddy, à. Daddy. Hmm. 2 for 100. No. No, two. Dude, that's a kid. Lấy đồ quạt nó mới cay. 20 for 100. Cay quá à. Drink the milk, Lấy đồ quạt. Milk for me. Nó bị cay quá. 20 for 100. This is such a bad recording. Dude, 2 is enough for me. I can't go any higher than that. No, no. No. Khóc rồi kìa. Hay quá đầy. Chưa ra nước mắt mà. Mới có đỏ mắt rồi chưa ra nước mắt. I know you have some fiery milk, I swear. I know you have some fiery milk. That's gross. Ê, chứ được uống nha. Phải chờ 5 phút sau nó uống sữa nha. Cao quá hả? Mom, just drink it. Drink it. See, more peppers. Thôi chảy nước mắt rồi kìa. I see it now. Ê, từ từ đâu rồi. Nãy mới thấy nước mắt rồi. Nuốt vô lại hả? Ừ. Em không lấy tay chùi được. À, giờ xuống cổ rồi. Nóng quá, nóng quá. Ê, không được uống sữa. Sao vậy? Chưa 5 phút sao uống được. Nóng dám đâu. Sao đây? 5 phút. Tôi đâu có uống sữa đâu. Tôi có 3 cái à. Thôi giờ đây nè. Can you drink the milk? No, giờ ba. Dude, that's no money. Mà mày ăn lại đi, 10 trái đi. You can join. Two for 100. Chưa bao giờ ăn gớt đó nha. Một trái ăn cũng được nữa đó. I can't even eat one, I said two. Ủa sao uống rồi? Trời ơi, mới có 3 phút 47 à. Shut up, daddy. Shut up. Mới có 3 phút 47 giây à. You only ate 3. She ate like 8 or something. Like, no. Shut up. My stomach already hurts from... Just tell your friend. Nó đau bụng ra. Ok, bây giờ... ớt. Dạng đi. I don't know which one I should pick. Rồi, daddy pick and I pick. I pick. Ủa, không có fries hả? Good. What do you mean? That's $100 right there. You want $100 for what? $100 right there. You want $100 for what? No, it's funny. Just for one. Ba nói à. $100 for one. Which one's not spicy? No, not spicy. I meant, which one's not spicy? The green or... $100 for only green one? Green or purple. They're both... They're both equal? Yeah, equal. I don't think they're equal. Which one's less? We don't know. I think the green one. No, I'm on it. I think the green one. I'm on it. No, it isn't. I'm on it. Can you scream, chair?
He's green one. Do a green one and see. The green one. That one's purple. What is this color? It's huge. Nè, ăn vào đó đi. Hey, that's lying. You see this one? It's 20 bucks. You can do it's purple. 20 bucks. No. You see this one? The least one. Same name. Nice. You see this one? 1 minute. Is this spicy anyways? You see this one? Can I have a test run? Okay, it's called regret. Nở khóc rồi, khóc cái này đi. Cái này khóc chắc luôn. Oh my god. She gets 50, I get 20. Okay. Oh, you want that one for $20? Here, $20 right here. No! Now this one, it gotta be 30, okay? Or more, I don't know. I will die. 50. If I cry like a lot, you gotta give me more. I'm thinking of the aftermath. Is this a good idea? You have to. No, just take a minute. Okay. Just take like the green and the purple one, $20. The red big one, $100. This one, $100, right? Mm-hmm. That's too small. Big one right here. Yeah, right here. $100? You want the big money, man? $100? This big money. Big money. $100? Mm-hmm. Yeah. No. Take a small one, dude. Hold on, okay? Hey. 10 minutes. If I'm gonna go spicy, I'm gonna go super spicy. Hey. Hold on. 10 minutes, okay? No water, no milk. No, two you minutes. Can't do that. 2 minutes. For a kid, okay. You can't do that. 2 minutes. 2 minutes. And watermelon. Two minutes. Yeah. Okay, watermelon với lại là... Water. Water, cái đó là gì? Water. Đưa cà, đưa ly coi. Water. Nước coi, không có sữa. Okay, water. Oh, we'll get a green one first. 100! Hold on. Okay. No, only one. You can't only do two. Because you're not used to it. You never eat spice. Yeah, but if I could. Hello, hello. Go for it. No, should I take a green one? I don't want to take a green one. Go take a green one. I know, but like. Green one's longer. I know. Ready? Oh, no. Con không dùng máy đó con quay. No, ý nó nói là quay. No, I'll take this one too. Đưa qua đây, tham mở qua đây. I am. Tham mở qua đây rồi, tham mở. I can't click it from there. Ok, lát ba bấm dùm cho. Oh damn. You see it right here. You see it right here. Ok. One, two, this is a three. Trap, guys. A trap. One, two, I know three. It's a trap. So only water, only watermelon and water, okay? Không cũng chịu không sao đó. Only watermelon. We're gonna buy it, so. We're both gonna go. Water, you didn't eat it! I'm just like, oh! 3, 2, 1. Không ăn những kẹo tham luôn á, là trừ á. Cắt. No, ăn hết vô. Bây giờ hết vô. Oh, được quay, hết vô. Hết vô. Nha, hả miệng nha. Hết vô đâu rồi, cái tay đâu, cái nãy đâu. Phải coi chết hết luôn. Nè, hả miệng kìa. Hả miệng kìa, cái này nhai kìa. Nhai luôn kìa. Chết rồi. Đâu? Đâu? Chết rồi. Nước nè, nhưng mà phải nhai hết đâu. Phải nhai hết nha. Nó nóng quá đâu. Bị mặt đỏ rồi ba. Ủa sao cháy ớt thì cay vậy, em nghe mùi ở ngoài luôn á. Chết mày con xạo. Chết rồi, em nghe mùi ở ngoài luôn. You have to give her 50 bucks. Oh my god, she cried for real. Oh my god, you real. Have to give her 50 bucks. Ê, còn không có lấy quẹt vô mắt. Nè, nó hả miệng, nó cho uống nước kìa. Con quẹt vô mắt là con tiêu liền. Không có quẹt vô mắt nha. Nó chảy kìa. You have to give her 50 bucks. You have to give her 50 bucks. Kìm kìm cây kìa kìa. Đập bàn. Không sao, đập bàn cho đó, cho thoải mái. Nước. Một phút rồi đó hả? Được phút rồi đó. Nó được phút rồi kìa. Quay quay đồng hồ được phút rồi kìa. Do you want to see anyways? Bị cay quá rồi. Cho mình uống nước nè. Mày uống nước rồi lên. Yeah, thank you, I check it through. Người nó đỏ. Đừng quay vô mắt, quay vô mắt cay á. Uống nước. No, but... You didn't quit already? Nhanh lên. Nghe là mày uống nước đi. Chết, càng cay thêm nữa. Nè. Sửa đâu, sửa lại lên. Sao tham đâu, tới đâu rồi? 30 seconds, you can't see anything. What? Give me cheater. No, chị Kim cay lắm con. I know. Chết rồi, cháy con mình cũng cay vậy, lửa đi kìa. Sao lửa cháy màu tím mà vẫn cay vậy? Chết mẹ, bị mắm mì gạt rồi. Nó bị ác. You guys cry so much. It's okay. I'm not crying. No, you're super. You guys breathe so... Bây uống sữa đi con.
Sam đến rồi kìa. Rồi xong rồi, xong rồi. Uống nước đi. Cứ quay đi uống nước nè. Ăn dương. Nè nè nè, ăn thêm, bóc vô. Ừ. Bóc vô. Còn nè. Ăn dưa có hép không vậy? No, it's not the pepper. I choked on it. Nước mắt nó kìa, quay. Nó chảy ròng ròng đấy kìa. Thấy không? Không cho quay là không có tiền nữa nha. Mình quay chơi nếu mình phải chịu nha. Mình chơi mình phải chịu. Mắt nó chảy luôn. Một, đây đúng mấy không? Thấy rõ đúng mấy không? I choked on it. Sorry con. Vậy sao hồi đó Hương nó ăn ngon lành ha. Hồi đó mình không có máy quay nha. Kim, ba không nghĩ của cái tin cày gì đâu. Quang thử thằng cây chín tím coi. No, nó cay. Tặng khuyến mãi rồi. Bớt tím nó cay á. Khuyến mãi rồi. She never eats spice every day. Like giống như nãy mẹ đó, mẹ đâu có giận cay. I don't even eat. Kim, khuyến mãi thử coi. Dưa đỡ ha. Lỡ rồi ăn thêm chất tím rồi. Tại sao mà cái tin nó cay dữ vậy nè. Chừng cay không? Không có cay anh. Nhỏ còn cay rồi chưa. Hiểu à? No. Không đừng ăn. Oh, my lips. It's not the pepper. Con ngậm được rồi. Kim. Hồi nãy ông cho nó ăn không, nó không có dưới. Hồi mình còn miếng bánh pizza đỡ mấy. Bánh pizza nó cũng đỡ chứ con hôm nay nó này ăn không luôn. Oh, my tummy hurt. Oh! My tongue! Thằng cơm này nó không biết gì đâu. Cái mặt nó ngon nó đang ăn đó. What? Oh, watermelon when it stops is so hot. Nãy đi đó đừng ăn watermelon lên đây kêu ăn gì la. No, when I stop eating watermelon is so hot. Yeah. Oh, it's spicier. No, milk, I don't want milk. Nước hả? Nước hả? No, cay quá. Không, nó quá đừng ăn. Spice. Cay quá mà. Dude, you have to give me some 50 bucks. 20 bucks is not gonna suffice. Watermelon ở đây nè. 20 bucks is not gonna suffice. My ears. We're burning. Không nó cay từ từ. Tè le. Rồi. Hồi nãy em giả mang quá không cho nhau. Tè le. Ủa, ăn không lấy hả? Không lấy lấy lại nha. Tè tè le. Yes, to give nó còn khóc quá. Nó mà lấy tiền. Tè tè le. Ăn lấy không? Nó vẫn còn khóc. Bi. Trời ơi, cùi ớt kìa ông kìa. Bi. Ba giả mang quá. Giờ không lấy hả? Không lấy là cất à? Nó đang buồn. Đang khóc. Cay quá à. Lấy không? Nè, lấy lên. Sửa đi con. Sửa. Không vậy? It doesn't stop. Thiền Long nó không biết gì, nó tội nghiệp hai chị. Muốn quay nó, qua anh kia đứng sau lưng kìa. Qua lưng chị nó kìa. Nó giờ nè. Yeah. Sao? Ai muốn challenge nữa? Hương challenge không? Mùa tôi vừa nổ mồ hôi. Hương, you want challenge? Hồi nãy không quên chừa miếng pizza ăn chung. Mình ăn không cái gì? Why is it still burning? It doesn't help. What do you mean why it's still burning? Nước mắt nó hưng lại luôn. Nước mắt cay. Oh god! Quạt đâu? Quạt đâu? Cái quạt nãy đâu? Cái quạt nãy đâu? Every time it gets hotter! It's on the ground. My mouth, huh? It's outside my mouth. Oh, the watermelon, stupid watermelon. Oh, đừng ăn nữa, uống sữa nước đi. It doesn't help. The watermelon doesn't help. No, water doesn't help. Watermelon. You said stupid watermelon. Có hép không? Không hép thì đừng ăn nữa. Ăn kẹo không? Kẹo nó có hép không vậy? No. Makes it worse. Cái nào work? Chỉ có meo thôi, chỉ có sữa là hép nhất rồi. For one second. Nó no, có nghĩa là con đừng có uống vô liền nhiều thử mà con ngậm cho họng á là nó ra. Ok, con ngậm đi, ngậm trong miệng đi. Uống từ từ thôi, ngậm trong miệng uống từ từ thôi. Stop eating watermelon, it's so spicy. That's the trick. Con ngậm uống từ từ thôi, đừng uống vô. Okay, it's falling off. What? Xúc quần luôn á. Cái quần đó, con có đeo. Why you wearing khaki pants? Chừng đó, dính ớt hồi nãy giờ, cay nữa chắc chết quá. Cái này dưới nước, cái này luôn đi. Mày còn lấy ớt mày chiếc vô mặt nó phỏng da anh ta luôn. Lấy cái giấy khác kìa. Ừ, lấy giấy khác cho em con, tội nghiệp em. Cay quá hả? Mày ăn nữa hả? Ừ, Kim. Còn cay hả? Bao nhiêu phút rồi? Chắc 10, 15, 20 phút rồi. Vậy sao mà
Mày đòi đi ăn ớt số 1 nó là mày tiêu. Cay nhất thế giới là mày tiêu. Giờ God Pepper cũng chưa cay bằng cái ớt gì nữa mới ra phát hiện được á. This is why I don't trust you. See, you better trust your dad and not your mom, right? No. See, you better trust your dad. Oh, để sao mấy màu xanh? Có màu xanh ăn màu tím hả? Yeah, you said it's the same. Thiệt mà, nãy bé. No more milk. No more milk kìa, rước mốc milk cho nó kìa. Oh my god. Tối nay nó đau bụng rồi, mình không cho con biết á. No. Nó còn khóc kìa. You know what? It's because I eat a lot of hot stuff. I was like holding it. My ear got so red. I couldn't cry. Trời ơi, mày lấy 100 ngọt quá. Cái tiền nó lấy có 20 bạc nó khóc từ lâu. She never eats spice that much. Oh yeah, đổ lại đi cho nó qua thân được. She never ate a pepper. She gave her 50. Okay, share nha. Then why don't you give your money and give to her? Did you feel like? Did you feel stupid? No, daddy, it was so spicy, but I held it in. I am not. I don't know why I didn't cry. I want to throw up right now. You feel not enough? You give her more. I didn't cry. Nước đá không? Nước đá nó hết không? Spicy không, nước đá còn mà là cay thêm. No, it doesn't! Stop lying, daddy! Ok, lấy nước đá cho nó đi. Cho thử đi. Nước đá cay á. Nước đá cay á. No, nước đá cũng đỡ, nước đá nó tè. No, có thể. Người ta thử rồi nó không hết. Thì nó không work, ai lại không biết. Like, huh? Ok, dude, just give me ice! Ok, mà mày lấy đá. Trời sao trái luôn kim cay. Spice, I just didn't chew it. Nè con. Hé không? Chút cũng cay nữa hả? Cho cho cho. Ui, he's gonna barf. Hương, trả lời Hương. Your turn, $20, come on. Pick one. $20 is nothing, huh? Pick one for $20. Last time you get me $100, long time ago. My mouth was gonna go crazy, but I took it in. Mommy, why didn't you put ice? Calmly. Huh? It feels normal. No. Say that. I think I drank too much. Chị tin quay qua. Chị kỳ quá không quay qua chứ đi quay. I want to. Why is it won't stop burning? Xong chưa? Quay bao nhiêu phút rồi cho nó đi tắm đi. Quay bao nhiêu phút rồi cho nó tắm đi. Nó cay quá, chịu hết nổi. Ok kìa, Kim ok kìa. Yeah. Oh my god, vậy Kim cháy còn đỡ hơn cháy của em hả? Sao no, sao? That didn't make sense. I just have a higher tolerance. No, mommy, không biết mày cay quá. Bị bữa nay ba. Higher tolerance. She doesn't eat spice. I eat spice. Ủa mà nãy tôi ăn ba trái luôn, có thấy gì đâu sao mà mấy mày ghê gớm vậy? Because we don't like you gave me a little bit. I already cried. Now you give me a lot. Không mà cay thì cái giờ bụng mày đang nóng hổi. Ăn ớt tốt. Tốt. Dễ cảm. Cảm gì? Hết bệnh. Nè nó khóc kìa. Đi tắm không? Không ngưng ra đi tắm đi. Được. Đau bụng không? Con đi nằm không? My stomach hurts. Nó đau bụng mọi người, nó nóng bao tử luôn. Tội nghiệp. This is totally going to. Oh, lấy cơm hâm cho nó ăn nha. I don't want to eat. Oh, ăn đúng rồi, ăn cái gì vô cho nó đỡ cái bao tử. Eating, I don't want to eat. No, con sao em đang bị khó chịu. Sao Kim? Một trái khuyến mãi rồi ăn thêm trái tím nữa coi. Giống cái tiền này. Another 100. No, khuyến mãi có nghĩa là free. No. Eat for free. I'm gonna do it for money. Nhỏ khóc rồi. Mày hâm cơm cho nó nha. Kim. Hâm cơm đi chút xíu, mày hâm cơm cho em. Bụng nó không có gì nữa. Nè. Mẹ hâm chút xíu cơm nha em.
Johnny, comforting scene. My tummy starting to hurt. Thiên Long ăn không? Ba cho đi Thiên Long nè. Thiên Long. Thiên Long, here for you. Eat it. Eat it, pick one, come on. Thiên Long. No. Come on, Thiên Long. I'm not that scared of spice. Yeah, Thiên Long pick one, guy. Tắm không? Trời ơi, Thiên Long biết của anh kìa. Cái oh my god. Nó nhét vô miệng, vô mắt rồi nhỉ. Nó I just, it makes me want to burp. A lot. Nó đau bụng không? Nó hép á. Nó không có đau bụng không? Trời ơi, con ăn đó nó xuống nó kéo vô nó đỡ hơn á. Trust me, kid in. Eat a little bit. You have to trust me, man. Trust me, trust me. One piece. Nó đỡ đau bụng. Dude, I think hers is not as No. Oh god. It's okay. Coi chừng tóc con dính á. Ghê quá, ghê quá. Đi vô rửa mặt con. Đi vô rách rơm đi. Chết ta. Anh đừng ngoài nha, nó đi rách rơm cái thôi. Tôi đâu quay cho ối đâu. Nhắn lên nó gì hết á. Oh, I'm so sorry. Ôi ớt gà hết. Oh my god. No, it's because she doesn't eat spice. She's not used to it. Oh my god. Oh, my tummy hurts. Chiến lắm, chiến lắm. Oh, Kim no problem ha. Kim no problem ha. Quay mặt qua cái cười cái đây. Chiến lắm ơi. You have to cut it out. You can't take put that on there. Kim ơi. Kim Long ơi. Johnny, can you make a separate one that's short with no barfing? I want to show it to my friends. That's about it. It's the right one. Oh, he has barf all over him though. It's okay, he's gonna shower anyways. That's why you made me drink so much milk and stuff. It went so white to no, red. No, make a short one, okay? Short one when she's crying a little bit and then stop because I want to show it to my friends. I don't want to show the barfing part. See, that's why I didn't want to drink the water over the milk. This is gonna make me throw up. Feeling my belly. She okay now. Cười cái gai, cười cái gai. You literally made me barf by feeding me one little spoon of rice. Nhưng mà after that you feel better, right? See? Nó không nằm trong bụng nữa, nó ra bớt rồi. Cái nó burn your stomach. Just telling you. I think if you see, now you can laugh. Nãy là cry không mà. I think if you ate mine, you would die. Trời, giờ này còn rên nữa. No, I'm serious though, cause mine's worse than hers. Giờ này nó còn rên nữa kìa. Cái tin still rên kìa. My tummy's starting to hurt. I have a little barf. Dude, if you eat the rice in my same condition, you would like...
it's a white one. What does that mean? Pizza? Pizza. Rồi hết vui rồi, cắt. Đập cái này là hư đồ luôn. Oh my god. Oh my god. Did it crack? Let's just pretend it never happened. Oh my god, you got it. Trời ơi, cái gì cũng bỏ vô miệng hết. Dạ con. Spinning the house. Dạ nó. Ừ, đó, bỏ ra kìa. Chicken. Bài cũng lớn rồi đó. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. I think he gets tired. He's down. His head is down. Yeah. Than kìa. Ê điên. Điên. Điên nghe kể đó. Đó đập đầu cho biết. Điên này. Mất cười lắm bữa hai cục kia nó đẩy đi, nó đẩy đi. Đẩy. I know. Đó bây giờ nó đẩy xa quá rồi nó tiếp. Nó cứ đập như sao.